Chào nè chưa tới ngồi ăn chào coi. Chào tất cả anh em, mấy anh em, chúc mấy anh em bây giờ cộng đồng nhiều sức khỏe và vui vẻ và kiếm tiền nhiều nha. Bữa nay ba chú cháu đi vớt ốc về coi chế biến món gì được chế biến nha mấy anh em, mà chế biến món lạ lạ nha, món giống những món truyền thống nha mấy anh em. Bây giờ mình đi vớt ốc thôi. Có không nữa. Cắt nhiều. 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 Mình ngồi mấy chỗ xa xa đó mình ấy. Đây nè. Đây nè. Gặp đây nhóc chân nè. Ôi gì hôm nay không đủ ăn. Nè. Ý, cái nè. Nhiều. Ốc bu vàng nha mấy anh em. Mà ốc bu vàng mấy anh em ơi. À, mình không có ăn cái ruột đó nha. Mình gỡ lấy cái ấy trên thôi. Cái mẻ trên thôi. Hồi về làm có nặng cái cục láng trên đầu mới ra nữa. Ốc dòng bu vàng đây nhiều. Không biết ở đây có thịt thuốc gì không? Dạ. Không gậy ở đây có thịt thuốc không? Không. Thịt xuống sình. Ngon hết, ngon hết. Ngon hết, ngon xin về ta không ăn. Cái gì? Tôi nói thử nó ốc luôn. Sao vậy? Ây da, tiếng quá tiếng. Đi bắt ốc. Để theo mày dọc dọc mấy cái hầm mình bắt mấy ngốc mà. Cái ngốc này là đem về mình chế biến thức ăn mà. Ê, món ăn nha mấy. Mấy anh em ơi, sau khi đi bắt ốc về á, giờ cho hai đầu bếp nhí nha, hai đầu bếp nhí làm ốc nha mấy anh em, ốc nướng mỡ hành trước, đây nè, đầu bếp nhí làm mỡ hành nha, nhỏ nhỏ lửa thôi, ta ổi ra ngoài sau đó. Cái gì này quá nè.
việc mự á, ổi à nó giả nha. Đây học đồ bếp nhí làm gì? Chén nước chấm nha. Đây mình chén mỡ hành để đỡ gốc nha. Cho miếng đường vô tiêu, ăn tiêu được không? Ít thôi. Xong cái món mỡ hành nha mấy em. Đây là lá chút nha mấy em. Xả nãy nó đem đâu rồi? Rồi bắt cái nồi lên luộc xả với lá chút nha mấy em. Ốc cua vàng mà nướng nữa. Để ông ấy nướng mỡ hành nó mới ghê. Mấy anh em đi bắt ê, mấy chú cháu vô lộn. Chú cháu đi bắt. Để chút lột vỏ chế mỡ hành vô. Đang cái đầu thôi. Được cái chén. Ăn ít thôi, ăn nhiều cũng được nha. Đau bụng. Bỏ cái ít nó với cái đỏ đỏ nè. Ok, gửi cho em. Ăn được mà. Không được. Gửi sạch sạch. Tự gửi ra luôn đi. Cầm tay gửi luôn thôi. Bỏ cái vỏ không à. Ngọt phải không? Ngọt phải không? Cái cay nữa không? Nhỏ qua nữa kìa. Nhỏ qua nhỏ. 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 Nhỏ qua nhỏ.
quắn hả? Nè con ngồi xuống. Ngồi nhím đi. Không sao. Mấy con chưa nó hở, chưa hở nắp là nó chưa chín nha. Để cho nó sôi lâu lâu đi, để cho nó chết gì chục. Cái này bị hư gì vậy? Hư gì đâu? Nó bị khô queo. Khô queo hả? Có gì đâu khô. Còn nè. Còn nó khô queo. Kiệt xây qua gỡ cho em ăn rồi con. Gỡ con ấy ba cái ấy ra cho nó sạch sạch đó. Thấy cục này không? Chưa. Cục này. Dạ. Thấy rồi. Quay tất cả vô. Thấy nổi không? Thấy chắc. Nó thấy không? Cái cục này dơ không? Dơ chứ dơ. Thấy không? Rồi. Thì đó cái hồng vịt kho đó, khô quẹt. Để chảo đó đi, hồi dứt chén cơm. Thôi xả rau găm gì tùm lum đó vậy. Thơm thơm sao con không ăn? Ăn không được, không biết ăn à? Nó sợ là ốc con dạng teo cu á. Tà lao tà lao. Nó chín nó nóng à, nóng à, lấy cái đó con ghim vô đây, phóng tay đó. Ghim nó được kìa. Con chín chưa vô. Rồi được con đưa chén chín rồi. Đây cái con bên hông chừng chưa chín. Này con này chín nè. Bỏ vô chén liền. Đấy đừng có trụ xuống đó. Rồi chưa lấy cái ấy ra chưa? Đâu xay xay qua dưới hút thôi. Nè còn cục này nè. Đấy. Thấy không? Ừ, rồi. Dục. Vô. Rửa tay nữa. Ai ăn ốc thì em biết. Mấy người này thì ăn ốc mấy. Ở người kia. Ốc còn thiện bếp rồi. Ừ. Ngon như cua đồng. Trời ơi, ghê chưa? Và chú cháu sáng ra đây là đi bắt nè. Thiệt nè. Đồng thì đi lên ngọn ống đi. Thiệt thì gọi nhất. Hello. Đang ngốc hả? Đang ngốc hả? Ăn ngốc không có không có được à. Ốc. Ốc chi cháu ủng. Cắm vô cơ, còn thôi. Cắm vô. Đúng rồi đó. Đây. Con này, chị ăn thử con này không đi chị. Quay à? Con này nãy chú Phúc kêu gắp ra đó. Lộn. Gắp ơi, được ơi, ơi. Con heo gần vậy ha. Về như ngay lửa cho nó chín rồi thôi. Ừ. Trời ăn cái nỗi chảy mũi. Con người sao mũi hả anh em ơi. Tại chú Phú không có ăn đâu. Thôi có lúc quay, mắt quay rồi.
quen chút về với các trường hợp của con. Ừ, đấy cũng có giao con đúng rồi đó. Đúng sáng. Chảo lên đi, thấy gì mà cũng ngon ha. Chấm vô cũng ngon ha. Đổ hoài á Kiệt, sao mấy con đó đổ rồi. Con này chưa mới bỏ. Bỏ con mới lên hả vậy? Ừ. Con mới bỏ mới lên hả gì thân? Ơi, thân ơi. Phải chừng lộn. Ủa, vậy đâu? Vậy đâu? Chưa. Đâu, coi, 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 sạch chưa nha. Nè, rồi. Nhưng mà ngon nè. Ôi, ăn xong rồi khí thế dữ ta. Con không đây còn trên. Không, cái đó ăn được. Chút chưa không? Gì vậy? Chưa. Nay mới rải con nhỏ nhỏ này nha. Con bự này như chín rồi nè. Con bự cũng chín. Để miếng nước này. Con này rồi, nước này con mở ra hoài rồi. Con đó chưa nướng đó con. Nó khô đó. Vừa chừa để trắng nha. Rồi, chúng ta bỏ đi. Bỏ thấy thế cục đó không? Chúng tôi cục sườn trường. Chúng tôi cục sườn như thế này. Đấy. Cái bàn này. Rồi ăn hai miếng đó ăn hết đó, ăn được hết. Coi chích thì là so với mình ăn chưa. Con này con nào mấy chưa chấm chấm không hồi hồi cay lắm em ăn. Cái nào có tiêu cay đó, tiêu đó là cay cay ngon. Cay mà ngon hả? Ít xì luôn. Cái này đây coi. Chín rồi mấy con mà trước là chín cho nó mấy con để sau là chín trời thơm mắt quá cái mùi thơm đâu dữ vậy nè mà nướng nó thơm quá nóng hả gỡ cái này ra chưa mà heo về vậy. Trời ơi, trời nó ăn dục cười quá chứ. Ừ, cái cục ở trong nó thấy cục cái trong chưa. Ờ, lấy cái đâm ra. Rồi chưa. Rồi, cắt.
bông đi. Để húp luôn ta. Để chấm con. Húp nhiều quá. Thôi ăn không. Ăn không luôn hả? Thư làm đó. Ủa chín vậy chưa? Chín rồi đó. Chín rồi, nóng nổi luôn. Đó, anh chị gọi lên cái chảo luôn bây giờ. Gọi lên cái chảo, phải lát cái chảo mà nghỉ ăn luôn. Quá chín. Cái gì? Chín rồi. Rồi đâu rồi, cái hết rồi. Nhúng cái tay vô nước nè, rồi đó. Ừ. Đúng rồi. Cục vàng này luôn. Rồi, ừ. Trời ơi, sao trời. Dạ, để ra nè.